Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và quý 3. Trong đó, Bộ Tài chính được yêu cầu trong tháng 7 trình Chính phủ dự thảo nghị định về giảm phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Thêm vào đó, Bộ này cũng cần sớm thực hiện các chính sách đã ban hành như gia hạn thời gian nộp thuế, tiền sử dụng đất hay giảm 2% thuế VAT. Thực tế, nhiệm vụ này từng được Thủ tướng giao Bộ hoàn thành từ tháng 5, nhưng ở phương án đưa ra, khi đó cơ quan quản lý tài chính đề nghị Chính phủ cân nhắc không thực hiện chính sách. Lý do là thời gian qua, Việt Nam nhận được nhiều yêu cầu giải thích khi chính sách có sự phân biệt áp dụng giữa xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu. Tại hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định hôm 11 tháng 7, Bộ Tài chính vẫn hoàn thiện chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe trong nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương rà soát đưa ra phương án để ứng phó trong trường hợp Việt Nam có thể bị khởi kiện. Ước tính ngân sách sẽ giảm thu khoảng 5.200 tỷ đồng khi tiếp tục chính sách này.